Hello các anh, em bên phụ kiện cá rồng.vn thì hôm nay em sẽ lên cho các anh cây đèn Magic Lamp. Đấy, đây là cái đèn của nó, về ngoại hình của nó sẽ là như thế này. Đó, nhìn nó cũng rất là ok, rất là cứng cáp, rất là đẹp luôn. Đó. Cây đèn này có cái ưu điểm của nó là nó sẽ có cho mình 11 chế độ màu. Đó, em sẽ mở lên cho các anh xem thử. Đây. Đó, chế độ thứ nhất của nó. Đây, thứ hai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đó. Rồi ok. Đấy, trên thị trường thì hiện nay cũng có cái đèn giống như vậy. Đó, nó là nó về cái chế độ ánh sáng thì em thấy là nó cũng như nhau, như là nó gần như là nó là một nha các anh. Đó. Rồi bây giờ em sẽ test thử, em ốp lên bóp ngang một con cá huyết long của em thử cho các anh xem. Bây giờ em sẽ để trên nóc cho các anh xem thử. Anh xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi ok. Đấy. Rồi sau quá trình mà test con cá của em á, thì em có nhận xét là cái đèn này á, thật ra nó không có phù hợp để đánh huyết long nha các anh. Đó thì anh nào mà muốn cho con cá huyết long á, con cá rồng á, nó lên đẹp, thì em nghĩ là các anh nên mua một cái đèn mà nó chuyên dụng cho huyết long đó, chuyên dụng cho cá rồng thì nó sẽ ok hơn. Đó, thì cái đèn đó thì người ta giống như nhà sản xuất họ sản xuất riêng cho con cá đó thì nó sẽ ok hơn là cái cây đèn mà nó có nhiều màu như vậy. Đó, còn cái cây đèn này á, cho các anh mà nuôi nuôi cá bảy màu nè, đó mình nuôi cộng đồng nè, đó rồi những cái anh mà bán cá đó, giống như là hôm nay mình muốn màu này, ngày mai mình đổi sang màu khác á, thì á có thể tham khảo qua cái dòng này đánh đèn này ok nha. Còn mà chuyên về huyết long á, huyết long hoa bối á, thì cái đèn này là em thấy là không có ok cho lắm đó. Còn về đèn á, thì là bên em là có bán tất cả đèn nào em cũng có hết. Đấy, anh nào mà cần mua cái đèn này thì em cũng có luôn, em cũng có bán luôn đó. Em bán hàng, em review á, thì có sao thì em nói vậy. Đèn này á, thì thích hợp cho những cá mà giống như cá cộng đồng, cá nhiều màu á, cá lóc hoặc là cá cánh bờm á, thì nó ok. Cá huyết long, cá hóa bối thì đó là nó không có được đẹp ra nha các anh. Rồi ok, hôm nay em đã test xong cái đèn Magic Lamp này bên em. Đấy, còn đèn thì các anh có thể tham khảo qua bên phụ kiện cá rồng.vn bên em nha. Bên em bán đèn về phụ kiện là bao các anh là giá tốt nhất toàn thị trường luôn. Rồi em cảm ơn các anh đã xem hết video của em ạ.